chiến thần sở Bắc Lạc Mai. chương 81, cảm ơn cậu sở ban ơn. Tôi không chịu được bức tranh chữ đó của ông, ở đây không có bút lông, vậy thì tôi tặng ông vài câu. Núi Kỳ Hoàng cũng xem như là một động thiên phúc địa, chính là nơi thích hợp để dưỡng già, những năm tháng còn sống ông hãy cứ hưởng phúc ở đó đi. Vừa dứt lời mà Thư Vân sửng sốt, có linh cảm không hay. Có ý gì? Sở Bắc khẽ cười, không có ý gì cả, chỉ muốn để ông từ từ hưởng phúc mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền Nửa đời còn lại, không lo cơm ăn áo mặc, không còn phiền não, chẳng qua đời này không được rời khỏi núi kỳ hoàng một bước. Giọng điệu sở bắc không hề dao động như thể đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường. Đây, Mạc Thư Vân ngây người, trong mắt là sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngay cả người nhà họ la cũng đều trợn to mắt, há hốc miệng, sau lưng ớn lạnh. Mặc dù Sở Bắc nói rất nhẹ nhàng nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi là anh đã hạn chế nửa đời sau của Mạc Thư Vân. Mặc dù núi Kỳ Hoàng rất tốt nhưng nếu cả đời không thể ra ngoài, ai mà có thể chịu được sự cô độc này? Đừng thấy Mạc Thư Vân sống ẩn ở Kỳ Hoàng mà lầm, mỗi tháng cũng chỉ sống trên núi 10 ngày mà thôi. Nếu bảo ông ta nửa đời sau chỉ có thể ở mãi núi Kỳ Hoàng thì còn khó chịu hơn cả giết ông ta nữa. Cậu chủ đã ban ơn mà ông còn không cảm ơn à? tiểu thanh ở bên cạnh lạnh nhạt nói, khiến Mạc Thư Vân hoàn hồn. Chỉ là vẻ mặt này còn khó coi hơn cả bị đấm. Đây rõ ràng là trừng phạt mà lại muốn ông ta cảm ơn. Đạo lý gì vậy chứ? Chẳng qua ông ta còn lựa chọn nào khác sao? Ông ta không hề nghi ngờ việc nếu mình dám từ chối, chỉ sợ kết cục không khác mấy với thi thể của La Hoàng dưới đất. Cảm ơn cậu sở ban ơn. chương 82 chỉ là chân tay hoảng loạn quên ngắt máy ông ta không phải kẻ ngốc. Rõ ràng hôm nay ông ta đã bị La Vạn Sơn gài. La Vạn Sơn chết tiệt, đợi đấy cho tôi. Dù không thể ra khỏi núi Kỳ Hoàng nhưng ông đây vẫn sẽ chỉnh chết họ La các người. Còn La Vạn Sơn, mặc dù vẫn đang lo sợ cúi đầu xuống nhưng sắc mặt đã trở nên u ám. Không chỉ là vì đắc tội với Mạc Thư Vân, quan trọng hơn là Mạc Thư Vân vừa đi thì sẽ đến lượt nhà họ La ông ta. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh im lặng đến mức có phần hơi quái lạ. Mọi người đều không dám nói gì, ngay cả sở bắc cũng không nói nhưng vẫn khiến họ nghẹt thở. Gia chủ la, ông không muốn nói gì với tôi sao? Sở bắc bình tĩnh nói, la vạn sơn run rẩy. Ông ta biết tiếp theo đây đã đến lúc nhà họ la bị xét xử. Cậu sở, tôi, tôi. La vạn sơn lắp bắp, vừa nói được vài chữ thì điện thoại bỗng vang lên ngắt lời ông ta. La vạn sơn sửng sốt, liếc nhìn màn hình điện thoại, Mắt trợn tròn nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. Chỉ là chân tay hoảng loạn quên ngắt máy. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang vọng cả sảnh lớn. Gia chủ la, tại sao không nhấc máy? Lẽ nào ông đang trột dạ? Sở Bắc khẽ cười, nếu thế thì tôi nhấc máy giúp ông nhé. Anh vừa dứt lời, Thanh Vũ đi đến trước mặt La Vạn Sơn, giơ tay phải ra. Sắc mặt La Vạn Sơn trở nên trắng bệch, tay run rẩy đặt điện thoại vào trong tay Thanh Vũ. Cậu chủ Thanh Vũ để điện thoại trước mặt sở bắc, đồng thời nhấc máy và nhấn nút bật loa ngoài. Ha ha, gia chủ la, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn toàn nhiệm vụ, đã bắt được mục tiêu, tôi sẽ đưa đến chỗ ông, đến lúc đó đừng quên anh em đấy. Phịch, chương 83, 10 phút. Chỉ một chữ đã ẩn chứa cơn giận, anh phải xác nhận. Ai, la vạn sơn, chẳng phải ông bảo tôi bắt cóc con gái của lạc tuyết sao? Không lẽ ông không định thanh toán à? Đợi chút, anh không phải là La Vạn Sơn, anh là ai? Đầu bên kia điện thoại, Vương Hổ cũng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức hỏi lại. Hắn ta vừa nói thế, bầu không khí lạnh đến cực điểm. Không khí nặng nề gần như có thể đóng thành băng. Hơi thở lạnh như băng toát ra từ cơ thể sở bắc. Như thể sắp đóng băng lại. Hơi thở tràn ngập sát khí cực kỳ nghiêm nghị như thể vừa dứt lời, người trong sảnh lớn đều không còn cơ hội sống sót. Người nhà họ La lập tức hóa đá, cả người run rẩy không thôi, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Gia chủ thế mà lại đi bắt cóc con gái Lạc Tuyết. Con gái của Lạc Tuyết chẳng phải là con gái của thần tướng trấn quốc sao? Bắt cóc con gái của thần tướng trấn quốc. Mọi người đã vô cùng hoảng sợ. Bắt cóc con gái của thần tướng trấn quốc, dù có 100 nhà họ La cũng không đủ giết. Thôi xong, lần này thì xong thật rồi. 10 phút sở bắc chậm rãi đứng dậy nói. Giọng anh đã lạnh đến mức có thể so được với khí lạnh hàng ngàn năm dưới lòng đất bắc cực. Khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân đến mi tâm. Ngay cả thanh vũ cũng thế. Bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi thần tướng chưa nổi giận đến thế. Lần trước còn là lúc dị tộc tràn vào bắc giã tàn sát người dân Long Quốc. Trường 84 mỗi một giây đều dài như một năm. 100.000 người xuất sắc nhất của dị tộc đều bị giết hết. Lại một mình chiến với năm chiến tướng của dị tộc, cuối cùng giết được ba người, hai người còn lại chạy thoát. Ba ngày ngắn ngủi khiến dị tộc sợ hãi không dám có động tĩnh gì nữa. Máu nơi ấy biến thành dòng sông máu. Cả dị tộc đều run rẩy sợ hãi. Một mình anh gần như hủy diệt cả dị tộc. Cũng chính trận đó đã làm nên danh tiếng của sở Bắc. Cái danh sát thần cũng truyền đi khắp thế giới càng khiến người dân Long Quốc kính ngưỡng. Bây giờ vì quan hệ của con gái là thần tướng Trấn Quốc lại nổi giận lần nữa. Ngay cả thành vũ cũng không dám nói tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. 10 phút, dẫn vô tâm đến nhà họ la, nếu con bé mất một sợi tóc, tôi sẽ giết cả nhà anh. Nói rồi sở bác lập tức cúp máy. Mặc dù giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhưng đằng sau sự bình tĩnh đó lại là cơn sóng ngầm. Nếu chút giận thì nhà họ la chỉ còn lại cát bụi cả sảnh lớn rơi vào im lặng sở bắc ngẩng đầu lên ánh mắt trống rỗng như địa ngục nếu vô tâm mất một sợi tóc nhà họ la sẽ không còn sót lại gì đâu giọng nói lạnh lẽo của không hề có cảm xúc vừa dứt lời người nhà họ la quỳ dạp xuống đất trên mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng la vạn sơn cũng thế chỉ cảm thấy hối hận không thôi mười phút ngắn ngủi nhưng với nhà họ la mỗi một giây đều dài như một năm mười phút như thể một thế kỷ với họ sở bắc vẫn không động đậy, yên tĩnh ngồi đợi. Bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định sống chết của nhà họ la. chương 85 may quá. Lúc này đây, trong lòng hắn ta chỉ nghĩ tới tiền, hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí kỳ gì tại đó. Vương hổ, đủ rồi. La vạn sơn trầm giọng quát lên, nghiến răng nghiến lợi. Sau mỗi câu nói của vương hổ, sắc mặt ông ta tái đi một chút. Bây giờ ông ta hối hận chết đi được dù sao thì ý tưởng tồi tệ này là do dương xuyên bày mưu tính kế bây giờ không liên lạc được với dương xuyên tất cả hậu quả do ông ta gánh vác la vạn sơn ông có ý gì đây ông có tin là tôi vương hổ trợn mắt nhưng đang nói được nửa chừng thì đột ngột dừng lại sau đó hắn ta khẽ nhíu mày bầu không khí ở đây hình như không ổn lắm cộc 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 âm thanh gậy chống gõ trên mặt sàn khiến vương hổ ngẩng đầu lên chỉ liếc mắt đã trông thấy sở bắc chống gậy trúc đang bước từng bước về phía hắn ta mày là ai thằng chết tiệt này cút sang một bên đừng làm phiền ông mày làm việc vương hổ đang tức giận nên lập tức chửi mắng không tiếc lời nhưng hắn ta vừa dứt lời thì thấy hai mắt hoa lên đứa trẻ được bế trên tay chỉ loáng cái đã biến mất định thần nhìn lại hắn ta phát hiện cô bé đã nằm trong lòng sở bắc rồi mày thằng nhãi mày muốn làm gì đến hàng của ông mày mà cũng dám cướp à. Vương hổ trợn hai mắt nhìn cảnh tượng này với vẻ khó tin, còn tưởng mình bị lóa mắt. Thế nhưng, sở bắc không trả lời. Cảm nhận được nhịp tim và mạch đập của con gái không có gì bất thường, hàng lông mày nhíu lại của anh mới giãn ra. Con gái anh chỉ bị hôn mê thôi, không có gì đáng ngại. Audio điện tử võ tấn bền chương 86, Vương Hổ, người của Long Hổ môn nhỉ. Lâm Vũ Tâm nhắm mắt, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ ba. Những giọt nước mắt như chân trâu rơi xuống gương mặt sở bắc. Tâm nhi, có bố ở đây, không sao rồi con. Sở bắc xoa đầu cô bé, giọng điệu rất dịu dàng. Không biết vương hổ đã dùng loại thuốc mê gì, nhưng đối với lâm vũ tâm mà nói, tất cả mọi thứ chỉ như giấc mơ thôi. Ưm ừ, ưm, chỉ cần có bố ở đây, tâm nhi không thấy sợ đâu. Tâm nhi lau nước mắt, cất giọng non nớt đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào sở bắc, giọng điệu vô cùng kiên định. Ừm, tâm nhi là ngoan nhất. Sở bắc quệt nhẹ chóp mũi của con gái, vừa thấy ái náy vừa thấy vui mừng. Bốn năm rồi, từ đầu đến cuối anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng con gái anh vẫn hiểu chuyện như thế. Đường đường là thần tướng, đâu thể chịu nổi đả kích này chứ. Hửm, mày là bố của nó. Vương hổ nhìn thấy cảnh tượng này mà hàng lông mày xoắn như bánh quẩy rõ ràng La Vạn Sơn bảo hắn ta bắt cóc con gái của Lạc Tuyết cơ mà. Nhưng người đàn ông của Lạc Tuyết sao lại ở đây? Và lại, Lạc Tuyết có chồng có con từ bao giờ vậy nhỉ? Thật kỳ lạ. Vương Hổ, người của Long Hổ môn nhỉ? Sở Bắc ngẩng đầu lên, trong lúc chất vấn, giọng nói của anh lạnh như băng. Thế thì đã sao? Mày là thằng nào? Chẳng lẽ mày đã thông đồng với La Vạn Sơn từ trước, định giỡn mặt với tao? Hừ, đối đầu với long hổ môn của tao không phải lựa chọn thông minh đâu. Vương hổ nheo mắt, sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Long hổ môn là thế lực ngầm hàng đầu ở Tân Hải. chương 87 im lặng đến mức kỳ dị. Sở Bắc cũng không nói gì, cẩn thận giao con gái cho Thanh Vũ ở bên cạnh. Thanh Vũ đón lấy tiểu vũ tâm đang ngạc nhiên, dè dặt ôm con bé trong lòng bằng tay phải. Còn tay trái thì nhẹ nhàng che đi đôi mắt của tiểu vũ tâm long hổ môn cái tên thật khí phách ngày khác họ sở tôi sẽ tới tận nơi thăm hỏi sở bác chống gậy trúc đối mặt với vương hổ ở trước mặt giọng nói của anh không nghe ra thái độ ở bên cạnh la vạn sơn không khỏi lắc đầu lần này không chỉ nhà họ la e rằng đến cả long hổ môn cũng phải chấm hết chỉ dựa vào mày đúng là nực cười rõ ràng vương hổ không ý thức được điều này lập tức vì cười mày là cái thá gì mà đòi đấu với long hổ môn chứ đúng là chán sống lắm rồi. Đối với điều này, câu trả lời của sở bác chỉ là cái lắc đầu thật khẽ. Anh không cần biết tôi là ai, kiếp sau dội mắt cho sáng, có một số chuyện đừng cố làm. Nói xong, sở bác nhẹ nhàng giơ cây gậy trúc trong tay nhắm thẳng vào lồng ngực của vương hổ. Mày có ý gì? Vương hổ nhíu mày, nhưng vừa nói xong, cơ thể bỗng chốc chấn động. Phụt! Đó là âm thanh thể xác bị xuyên thủng. Đôi mắt của vương hổ lập tức lồi ra, gương mặt cũng tái nhợt đi. Ở bên cạnh, người nhà họ la đồng loạt nhắm mắt lại, tâm trí như muốn nứt ra. Lồng ngực của vương hổ có thêm một cái lỗ. Trước ngực và sau lưng bị xuyên thủng, đến cả trái tim cũng thủng lỗ. Đôi môi vương hổ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Trong ánh mắt của hắn ta tràn ngập vẻ chấn động, thêm cả cảm giác không cam tâm. chương 88, nhà họ la, tự giải quyết cho tốt sở bắc bỏ lại một câu rồi chậm rãi quay về ghế ngồi, đón lấy con gái. Thế nhưng anh vẫn luôn che mắt của cô bé. Tuy người nhà họ la sợ đến mức run rẩy, vội vàng ba chân bốn cẳng xử lý hai thi thể. Vết máu trên nền đất cũng được lau sạch bong. Bấy giờ sở bắc mới thu tay phải, nhìn về phía la vạn sơn. Ông chỉ có một cơ hội cho tôi lý do để không giết ông. Một câu thôi, lòng dạ la vạn sơn như muốn nứt ra, ông ta lập tức quỳ mọp trên nền đất cậu sở xin cậu sở bất giận tất cả mọi thứ là do dương xuyên xúi giục tôi tất cả là do nó bảo tôi làm thực sự không hề liên quan gì tới tôi dương xuyên sở bắc nhẹ nhàng nhả ra hai chữ này đối với dương xuyên anh cũng có chút ấn tượng vốn tưởng chỉ là chút chuyện vặt không ngờ đối phương không những tính toán chi ly một khi ra tay là tàn nhẫn độc ác đã vậy đối phương còn có ý đồ với con gái của anh nếu đối phương đã ra tay, sở bắc không có lý do gì để không tiếp chiêu. Nhà họ Dương cũng nên dậy dỗ lại nhỉ. Đùng, câu nói này giống như tiếng sấm dậy nện lên đầu La Vạn Sơn. Nhà họ Dương là gia tộc lớn hạng nhất hạng nhì ở tỉnh Thành. Có thể nói ra câu, dạy dỗ nhà họ Dương, nhẹ bấm như lông hồng thế, chỉ có thần tướng Trấn quốc phá lệ như vậy. Còn ông, sở bắc cúi đầu, trái tim của tất cả mọi người trong nhà họ la lập tức vọt lên tận họng. Sinh tử tồn vong chỉ trong một ý nghĩ của Sở Bắc thôi. Còn ông, trong ngày mai đích thân tới nhà họ Lạc xin lỗi Tiểu Tuyết. Nếu Tiểu Tuyết chịu tha thứ cho ông thì nhà họ La có thể sống. Bỏ lại vài câu rồi Sở Bắc không do dự nữa, ôm con gái ra khỏi đại sảnh. Thanh Vũ đảo mắt nhìn xung quanh rồi cũng rời đi. Chương 89 con gái không có ở bên trong. Ánh mắt Thanh Vũ lạnh lẽo như băng liếc nhìn mọi người, để lại bảy chữ rồi cũng quay người rời đi toàn bộ phòng khách lặng ngắt như như tờ trên lên tới la vạn sơn dưới xuống tới bảo vệ của nhà họ la mặc dù thở phào nhẹ nhõm nhưng tảng đá trong lòng vẫn chưa rơi xuống mặc dù sở bắc không ra tay nhưng muốn tiêu diệt nhà họ la cũng chỉ trong một suy nghĩ của anh mà thôi ngày mai còn một ngày nhất định phải khiến lạc tuyết tha thứ cho nhà họ la mới được ánh nắng chiếu rọi vốn là giờ nghỉ trưa nhưng lạc tuyết lại luôn thấp thỏm không yên Cô làm việc cả buổi sáng, một phút cũng không nhàn rỗi. Tập đoàn tài chính nào có thể liên hệ thì đều liên hệ, ngân hàng nào có hợp tác cũng liên hệ hết một lượt. Vốn muốn vay một khoản tiền, giúp công ty vượt qua nguy cơ trước mắt rồi tính tiếp. Nhưng kết quả, cho dù là các tập đoàn hợp tác trước kia hay là các ngân hàng đang hợp tác, dường như chỉ trong vòng một đêm đã thi nhau trở mặt. Tất cả đều chỉ trả lời bốn chữ, không có cửa đâu cũng có không ít người vừa nghe thấy là nhà họ Lạc đã lập tức cúp máy, không một lý do. Cả buổi sáng vừa rồi, Lạc Tuyết trải qua trong một lần lại một lần thất vọng. Sau đó, chậm rãi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Rõ ràng, nhà họ Lạc bị nhầm vào rồi. Nhưng mà, ngay cả người động tay động chân là ai cô cũng không biết. Nhà họ La, chỉ sợ không có bản lĩnh lớn đến như vậy. Vậy còn có thể là ai chứ? Lạc Tuyết mê mang chương 90 con gái là tất cả của cô, chẳng lẽ được sở bác dẫn ra ngoài rồi. Suy nghĩ này vừa nảy ra, đã bị y tá do viện trưởng phương chính quân đặc biệt sắp xếp chăm sóc con gái đẩy cửa vào cắt ngang. Tiểu vũ tâm, nên đi làm kiểm tra rồi, hả? Nhìn thấy giường bệnh rỗng tuếch, y tá cũng mờ mịt. Cô lạc, con gái cô đâu? Nên đi làm kiểm tra rồi. Cái gì? Đối mặt với hỏi thăm, lạc tuyết giật mình thon thót, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Con gái của tôi không đi cùng cô sao? Sở Bắc đâu? Anh ta ở đâu? Vừa hỏi câu này ra, y tá lại càng mờ mịt không hiểu. Sáng sớm anh Sở đã đi ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa trở về. Nhưng nửa tiếng trước, tiểu Vũ Tâm vẫn đang ngủ. ầm ầm, một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang trên đỉnh đầu lạc tuyết. Không thấy con gái đâu. Tất cả bận lòng và ràng buộc trong lòng cô lập tức biến mất không còn tại sao có thể như vậy, còn không mau đi tìm. Lạc tuyết lập tức cuống cuồng, tông cửa sông ra, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống. Y tá cũng hoảng hồn, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, nhà vệ sinh, không có. Hành lang, không có. Vườn hoa dưới tầng, cũng không có. Nơi có thể tìm thì đều tìm cả rồi, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của lạc vũ tâm. Tiểu vũ, rốt cuộc con đang ở đâu, con đừng dọa mẹ được không? Cầu xin con, tiểu vũ, đợi lát nữa mẹ chơi trốn tìm với con, con đi ra được không? Audio điện tử võ tấn bền chương 91 rất rõ ràng, con gái xảy ra chuyện rồi. Mà y tá kia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Hoàn toàn không dám chậm chế, vội vàng gọi điện thoại cho viện trưởng. Cái gì, hôm qua ông đây giận dò cô như thế nào, y tá chăm sóc đặc biệt như cô làm ăn kiểu gì vậy phương chính quân đang chợp mắt nghỉ ngơi biết được tin tức lập tức xù lông còn phí lời làm gì còn không mau chóng đi tìm gọi phòng bảo vệ y tá trực tất cả những người không có việc gì trong bệnh viện đến cho tôi điều tra tất cả camera giám sát cho ông đây trong vòng nửa tiếng nếu không tìm thấy đứa bé thì cút hết đi cho tôi cúp điện thoại phương chính quân tỉnh càng ngủ cực kỳ sốt ruột mặc dù không biết thân phận của sở bắc nhưng chỉ dựa vào thái độ kính nể của lão tiên sinh triệu hồi xuân đối với anh là có thể thấy được rõ ràng nếu không phải như vậy ông ta cũng không để ý đến một cô bé như vậy nhưng chỉ có thế thôi mà vẫn xảy ra chuyện nếu sở bắc tức giận chắc chắn ông ta không chịu nổi còn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đứa bé kia không xảy ra chuyện gì chỉ thoáng chốc phương chính quân vừa ra lệnh toàn bộ bệnh viện đều tìm kiếm bắt đầu tìm kiếm mỗi một vị trí bên trong phạm vi bệnh viện mà lạc tuyết vẫn cứ ngơ ngác ngồi trên giường bệnh hai mắt trống rỗng chỉ còn nước mắt không thể khống chế được mà tuôn trào đương nhiên còn chưa đến giây phút cuối cùng cô vẫn chờ chỉ là khi một tin tức lại một tin tức xấu chuyển đến cô đã hoàn toàn tuyệt vọng xung quanh bệnh viện hoàn toàn không thấy tung tích của con gái camera mấu chốt cũng đã bị xử lý không thu hoạch được gì Chương 92 có lẽ chưa hẳn là vậy, dù sao Sở Bắc cũng là bố của Tiểu Vũ, anh có quyền biết sự thật. Tiểu Tuyết, sao vậy? Rất nhanh điện thoại đã kết nối, giọng nói dịu dàng của Sở Bắc truyền đến. Anh ở đâu? Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi, anh có biết hay không? Giọng điệu của Lạc Tuyết rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức quá đáng. Tiểu Tuyết, anh ở bên ngoài, em đừng vội, anh. Tiểu Vũ không rõ sống chết, sao tôi có thể không vội? sở bắc muốn giải thích nhưng dường như đã đốt cháy kiềm nén trong đáy lòng lạc tuyết thông qua ống nghe điện thoại di động giọng nói cuồng loạn trở lên khàn khàn anh biết những năm này tôi sống như thế nào không anh biết tiểu vũ có ý nghĩa gì đối với tôi không anh không biết anh cái gì cũng không biết anh chính là kẻ hèn nhát anh chính là đồ vô dụng anh không xứng làm bố của tiểu vũ anh không xứng năm năm trước tôi không nên cứu anh sở bắc tôi hận anh. Giờ phút này, căm giận và tuyệt vọng vô tận hoàn toàn bộc phát. Lạc tuyết giống như sư tử cái đánh mất con non, đang cất những tiếng gầm cuối cùng. Đau thương đến tê liệt. Lòng của cô đã dần dần chết đi. Tiểu tuyết, em nghe anh giải thích. Tút tút tút. Nhìn điện thoại bị cúp ngang, sở bắc hơi ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp. Muốn gọi lại để giải thích, nhưng trong lòng dãy dụa, bối rối phức tạp. Ngón tay đặt trên màn hình, nhưng cuối cùng cũng không ấn xuống. Đây mới là lời nói từ đáy lòng Lạc Tuyết, năm năm yêu nhầm, cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Mà Sở Bắc cũng nợ cô quá nhiều. Chương 93, mẹ đừng khóc, bố, mẹ bị sao vậy? Tại sao mẹ lại mắng bố? Trong vòng tay của anh, đôi mắt ngấn nước của Tâm Nhi phản chiếu khuôn mặt của Sở Bắc. Cô bé vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hỏi một cách rụt rè. Tâm Nhi nghe lầm rồi, mẹ không mắng bố. Mẹ là người tốt nhất trên đời, sao có thể mắng bố được. Sở Bắc lắc đầu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái với vẻ mặt chua xót. Vâng, mẹ là người tốt nhất trên đời. Cô gái nhỏ cười gật đầu, vòng tay qua cổ Sở Bắc, bố cũng vậy. Chỉ trong thời gian mười mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ bệnh viện đã nổ tung. Ngay cả phương chính quân cũng không thể ngồi yên, đích thân đưa người tìm kiếm khắp nơi. Chỉ có Lạc Tuyết ngồi một mình trên giường bệnh sướng sờ nhìn món đồ chơi kỳ lân của con gái. Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm của cô, nhưng cô chẳng hề quan tâm. Đau đớn đến tan nát cõi lòng. Mọi động lực và sự chống đỡ của cô ấy đã sụp đổ. Cót kết, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Cô ngẩng phát đầu lên, trong tim hy vọng người đẩy cửa bước vào là con gái. Sau đó lao vào vòng tay của cô nũng nịu. Chỉ tiếc là, cô đã thất vọng khi nhìn thấy chiếc gậy trúc sau cánh cửa. Sở Bắc, anh còn tới đây làm gì? Đến xem chuyện cười của tôi à? Anh mau. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Tại sao mẹ lại khóc? Giọng nói trẻ thơ khiến lời nói của Lạc Tuyết đột ngột dừng lại. Phía sau chiếc nạng, Tâm Nhi nắm tay Sở Bắc tung tăng bước vào. Thấy mẹ đang khóc, đột nhiên cô bé mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Tâm Nhi? Lạc Tuyết sững sờ, lúc này cô còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Sau khi định thần lại, cô lao tới ôm con gái vào lòng. Con đã đi đâu vậy? Mẹ lo chết đi được con có biết không? chương 9 14, 5 phút, khôi phục tập tin. Anh dẫn Tâm Nhi đi dạo, anh không nói trước với em, thật xin lỗi. Giọng điệu sở bắc nhẹ nhàng vang lên, nhưng anh vẫn che giấu sự thực. Anh không muốn Lạc Tuyết lo lắng. Thật sao? Lạc Tuyết cao mày, thấy con gái cúi đầu liền hướng ánh mắt về phía sở bắc. Dựa vào tình hình lúc trước, con gái chắc chắn đã gặp nạn. Nhưng sở bác nói họ chỉ ra ngoài đi dạo sao. Có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều chăng? Không đúng, không thể đơn giản như vậy được. Dù chuyện có thế nào, tâm nhi không sao là được rồi. Thấy sở bác không nói, lạc tuyết ôm con gái và lẩm bẩm một mình. Mất rồi lại tìm được, đó là sự phù hộ của ông trời. Cô không bao giờ muốn trải qua cảm giác này một lần nữa. Cô lạc tuyết, chúng tôi đã tìm khắp bệnh viện nhưng vẫn không tìm được con gái cô hay là báo đúng lúc này cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra khuôn mặt của phương chính quân rất khó coi ông ta vừa thở hổn hển vừa bước vào phòng tuy nhiên từ cảnh sát vẫn chưa được nói ra mà lại dừng đột ngột ông ta không ngờ rằng sở bắc đã quay lại bất ngờ hơn nữa ngay cả lạc vũ tâm đã mất tích cũng ở đó chuyện này cảm ơn ông viện trưởng phương con gái tôi đã trở lại rồi, đã gây phiền phức cho ông rồi." Lạc Tuyết vội ôm con gái đứng dậy bày tỏ lòng biết ơn. Phương Chính Quân gật đầu đáp lại, nhưng mắt lại nhìn về phía Sở Bắc. "Sở tiên sinh, chuyện này." Sở Bắc nhẹ nhàng vẫy vẫy tay ngắt lời và hướng về phía Lạc Tuyết. "Tiểu Tuyết, em đưa tâm nhi nghỉ ngơi một chút đi, phần còn lại giao cho anh." Nói xong, không đợi Lạc Tuyết trả lời, anh đã quay người bước lên phòng giám sát trên lầu chương 95 mọi thứ đều tự nhiên và suôn sẻ. Sở Bắc gật đầu, ngồi xuống đối diện Thanh Vũ. Những lời vừa nói ra khiến các kỹ thuật viên có mặt phải nhíu mày kinh ngạc. Vừa rồi, bọn họ đã cố gắng hai tiếng đồng hồ, nhưng không có kết quả. Mà giờ lại muốn khôi phục video sau 5 phút. Đó thật là điều viển vông. Sở tiên sinh, vừa nãy con gái cậu đã trở về rồi, cậu xem. Phương Chính Quân nói một cách thận trọng vì danh tiếng của bệnh viện, đương nhiên ông ta không muốn làm to chuyện. Ông sẽ biết ngay thôi. Sở Bắc không giải thích và luôn điềm tĩnh. Giọng điệu của Phương Chính Quân ngưng lại, không nói thêm lời nào nữa. Tiên sinh, xong rồi. Rất nhanh, chỉ trong vòng 2-3 phút, Thanh Vũ đột nhiên đứng lên. Còn các tệp video giám sát đã nguyên vẹn như cũ. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Bên cạnh, nhiều kỹ thuật viên sướng sờ và lẩm bẩm không thể tin được video giám sát, rõ ràng có người đã cố tình xóa đi một phần. Mặc dù đĩa cứng không bị hỏng, nhưng rõ ràng khôi phục được là một quá trình phức tạp và khó khăn. Nhưng chỉ mất một vài phút đã làm xong. Cô gái này nhìn mới ngoài 20 tuổi, mà đã có bản lĩnh như vậy. Sở Bắc gật đầu hài lòng. Thanh Vũ không chỉ là một trong 12 vệ quân của Bắc giã. Cô cũng là hacker hàng đầu trên thế giới. Vấn đề nhỏ này không thể làm khó cô được. Viện trưởng Phương, nhìn đi. Sở Bắc không đứng dậy, nhưng ra hiệu với Phương Chính Quân. Phương Chính Quân cao mày và nghiêng người về phía trước. Chỉ sau một vài cái nhìn, ông ta ngay lập tức hiểu ý của Sở Bắc. Khốn kiếp, làm sao có thể? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 96 chỉ có điều, sắc mặt rõ ràng hơi khó coi. Ngay cả khi có nhiều y tá và bệnh nhân đi ngang qua thì cũng không có gì bất thường cả rõ ràng nó đã được lên kế hoạch từ trước. Thanh Vũ liền gõ phím, trên màn hình xuất hiện một đoạn video khác. Hiện trường, rõ ràng là cửa sau của bệnh viện. Tên bác sĩ trung niên nhanh chóng xuất hiện và trao lạc vũ tâm cho một người đàn ông khác. Và người đàn ông đó là Vương Hổ đã chết. Vương Hổ nhanh chóng lái xe rời đi, tên bác sĩ trung niên nhìn chiếc phong bì căng phồng trên tay. Hắn cởi áo blau trắng, với một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt đi, gọi Trương Khải đến đây cho tôi, hôm nay tôi phải lột ra hắn. Sau khi xem xong màn giám sát, Phương Chính Quân vỗ bàn, mặt mày tái đi. Lồng ngực ông ta phập phồng lên xuống vì tức giận, và những đường gân trên trán ông ta nổi rõ như muốn bật ra. Thảo nào, thảo nào sở bác muốn xem camera giám sát. Bởi vì người đưa Lạc Vũ Tâm đi là một bác sĩ trực trong khoa phẫu thuật của bệnh viện, Trương Khải. Đây không phải là một vụ mất tích, rõ ràng là một vụ bắt cóc một vụ bắt cóc do người trong bệnh viện cấu kết với người ngoài. Nghĩ đến đây, Phương Chính Quân trên chán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Sở, sở tiên sinh, cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Đáp lại điều này, vẻ mặt sở bắc không có biểu hiện vui mừng hay tức giận mà chỉ khẽ xua tay. Tìm ra người đó trước, sau đó nói chuyện sau. Trương 97 kỹ năng như vậy thật là đáng sợ. Trương Khải bỏ chạy rồi đã lên máy bay ra nước ngoài rồi làm sao bắt được nữa mọi hậu quả sẽ do bệnh viện gánh chịu xong thật rồi bây giờ mới thực sự là kết thúc thật sao chút phiền phức này còn chưa đến mức khiến ông ta phải tha hương đất khách đâu giọng nói của sở bắc vang lên giọng điệu bình tĩnh khiến phương chính quân lập tức nhìn thấy một tia hy vọng sở tiên sinh ý cậu là sở bắc không trả lời mà chỉ nhìn thanh vũ thanh vũ ngay lập tức hiểu ý ngón tay cô lướt trên bàn phím một lúc. Màn hình máy tính chuyển màu tối lại. Có vẻ là một trang web tìm kiếm, nhưng trang toàn bằng tiếng Anh, khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Số ID của Trương Khải. Thanh Vũ nhìn sang Phương Chính Quân, Phương Chính Quân vội vàng yêu cầu đám nhân viên báo số ID của Trương Khải cho cô. Sau khi thông tin được nhập vào, một bản đồ sẽ xuất hiện trên màn hình. Một đốm sáng nhẹ nhàng nhảy múa trên bản đồ, dường như ở cách chỗ họ không xa, đây là tung tích của Trương Khải sao? Chẳng lẽ ông ta không ra nước ngoài sao? Phương chính quân nhìn cảnh này, kinh ngạc không nói nên lời. Thanh Vũ không ngừng phóng to vị trí điểm sáng, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Trương Khải, ở quán ba đêm, 10 phút nữa đưa tới bệnh viện thành phố. Trương 98, cả đời này, anh chuẩn bị ăn cơm tù đi. Mồ hôi lạnh trên trán phương chính quân túa ra từng đợt. Ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Thời gian chờ đợi luôn mang lại cảm giác dài đằng đẵng. Suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, chỉ có sở bác ngồi bình thản yên lặng, cũng không có vẻ gì là vội vàng. Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ sự yên lặng. Không đợi phương chính quân mở cửa, cửa phòng giám sát đã bị đẩy ra một cách thô bạo. Chỉ nhìn thấy bốn người đàn ông lực lưỡng trong bộ vest đen. Mang theo một chiếc bao tải, bước vào với vẻ mặt vô cảm nhìn chiếc bao tải vẫn vặn vẹo và có tiếng rên rỉ bên trong ai cũng choáng váng không nói nhưng tất cả đều nghĩ về một khả năng mới chỉ có mấy phút mà trương khải đã bị bắt rồi sao đây thưa tiên sinh người đã được đưa tới bốn người đứng trước mặt sở bắc và kính cẩn báo cáo cảm ơn sở bắc vẫy vẫy tay khi bao tải được mở ra khuôn mặt sợ hãi của một người đàn ông trung niên lộ ra không ai khác mà chính là trương khải Lúc này, ông ta kinh hãi trợn trừng mắt mũi, nhưng miệng bị bịt, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít. Chương 99, tôi bị người ta vu oan, mà tất cả những điều này rõ ràng để thể hiện cho Sở Bắc thấy. Vâng vâng. Những người khác không dám chậm trễ, vừa định làm thì Sở Bắc liền đứng dậy vẫy tay ngăn cản. Có vẻ như ông ta không phục, thử nghe xem ông ta nói sao. Giọng nói Sở Bắc nghe không rõ là mừng hay là giận. Lời nói vừa dứt, thành vũ đích thân bước tới và tháo bịt miệng trương khải xuống các người là ai các người thế này là bắt cóc là phạm tội tôi phải đi kiện các người miếng rẻ vừa lôi ra trương khải đột nhiên hét lớn một tràng chỉ là lương tâm cắn rứt cùng hoảng sợ trong mắt hắn không thể qua được mắt của thanh vũ viện trưởng anh phải làm chủ cho tôi mấy người này vô cớ trói tôi lại đây rõ ràng là bắt cóc rõ ràng không coi anh ra gì trương khải thể hiện vẻ bị xúc phạm chỉ lo nịnh bợ mà không thấy sắc mặt phương chính quân nặng nề mồ hôi chảy ròng ròng viện trưởng anh phải im miệng phương chính quân không chịu nổi nữa tức giận hét lên trương khải sửng sốt và làm bộ mặt oan uổng viện trưởng anh anh làm sao vậy làm sao ư cậu còn mặt mũi hỏi tôi có chuyện gì sao phương chính quân nổi điên thậm chí còn muốn bóp chết ông ta trương khải với tư cách là bác sĩ phụ trách, cậu đã hợp tác với Vương Hổ để đục khoét tài sản và bắt cóc bệnh nhân trong bệnh viện. Cậu, cậu không được chết dễ dàng đâu. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Trương Khải lập tức tái nhợt. Nhưng ông ta vẫn nghiến răng, tự biện bạch cho mình. Viện trưởng, tôi bị oan, tôi bị oan mà. Là bọn họ, bọn họ nhất định đã vụ oan cho tôi. Trương Khải đột nhiên chỉ vào sở bắc và nhấn mạnh. Trương 100, có thực là ông muốn gặp ông ta tự mình xem đi, đây không phải là cậu thì là ai. Sở tiên sinh làm sao có thể vô duyên vô cớ vụ oan cho cậu được. Trương Khải nghiến răng nhìn theo hướng ngón tay của Phương Chính Quân. Vừa nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, mắt ông ta lập tức mở to, mồ hôi túa ra trên trán. Không thể nào, rõ ràng tôi đã. Trương Khải trong tiềm thức sắp tự nói ra chân tướng, đột nhiên dừng lại. Ông ta đảo mắt, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Viện trưởng, chắc chắn là có kẻ mạo danh tôi tôi thật sự không quen biết vương hổ nào cả trương khải nói xong trừng mắt nhìn sở bắc nói một cách kiên quyết cậu nhóc có giỏi thì gọi vương hổ ra đây đối chất với tôi bằng không cậu đang vu khống tôi phương chính quân dối lên định ngăn cản nhưng sở bắc lại phất tay ngữ khí kỳ lạ có thực là ông muốn gặp ông ta đương nhiên ánh mắt trương khải lóe lên khẳng định nói vương hổ là kẻ nào làm sao có thể nói gọi tới là tới được. Chỉ cần đánh chết cũng không thừa nhận, mới có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế. Cũng được. Sở bắc lắc đầu và quay người đi. Thanh Vũ, giúp ông ta đi. Rõ. Thanh Vũ đáp lời, lướt tới trước mặt Trương Khải với bóng hình đầy ma mị. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 100.